Công an thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn đang tiếp tục làm rõ hành vi của nhiều người diễn ra trên không gian mạng, mà mới đây nhất là khởi tố bắt tạm giam tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ. Ba người này cùng bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức với cùng hành động. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn tố giác của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Dôi, và bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, đề nghị làm rõ, xử lý đối với 35 cá nhân đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của vợ chồng ông, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty và quỹ từ thiện Hữu Hằng Hữu. Trong số 35 cá nhân nêu tên thì có nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sĩ. Đến nay, qua quá trình điều tra, giám định các phát ngôn, Công an thành phố xác định đủ căn cứ khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Về bà Hàn Ni, được xác định là chủ tài khoản Facebook Đặng Thị Hàn Ni, kênh YouTube Nhà báo Hàn Ni. Mâu thuẫn của bà Hàn Ni và bà Nguyễn Phương Hằng xuất phát từ mạng xã hội. Trong giai đoạn bà Hằng liên tục có những live stream dậy sóng, thu hút người xem đông đảo. Còn về ông Trần Văn Sĩ là chủ tài khoản Facebook NS Trần Văn Sĩ và kênh YouTube cùng tên. Trong suốt thời gian dài, ông Sĩ đăng tải các clip trên kênh YouTube để bình luận, có chiều hướng đả kích bà Hằng. Cơ quan công an xác định ông Sĩ có những phát ngôn suy diễn, quy chụp, đưa ra những thông tin không có căn cứ xác thực về đời tư bà Hằng và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Tiến sĩ luật giảng viên Đặng Anh Quân được biết đến là khách mời xuất hiện trong nhiều livestream nhất, còn là cố vấn pháp lý cho bà Nguyễn Phương Hằng. Hành vi giúp sức tích cực cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm phức tạp tình hình trên không gian mạng.